Lúc 13 giờ ngày 11 tháng 9, nhận được thông tin tàu cá QNG 95058TS của ông Dương Văn Thạch, trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đánh bắt hải sản trên biển đang trên đường về tránh bão số 5, thì tàu bị phá nước, hỏng máy cách đông nam đảo Lý Sơn 28 hải lý. Trên tàu có 5 lao động. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát biển 8002 nhanh chóng tiếp cận vị trí, cứu hộ cứu nạn người và phương tiện. Đến 18 giờ 15, tại vị trí cách vị trí tàu bị nạn 18 hải lý, tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận được tàu bị nạn. Lúc này, tàu cá đã bị chìm. Tính mạng của 5 thuyền viên bị đe dọa. Trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió lớn của bão số 5, cán bộ chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 8002 đã nhanh chóng cứu vớt thành công cả 5 thuyền viên đưa lên tàu. Sau khi đưa 5 thuyền viên lên tàu, cán bộ chiến sĩ trên tàu 8002 đã sưởi ấm, chăm sóc y tế và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hiện trong 5 thành viên thì có 4 thuyền viên sức khỏe đã bình thường, 1 thuyền viên thì cần phải theo dõi chăm sóc sức khỏe.